Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 18 trang 137 Ôn tập cuối học kỳ 1 tiết 6. Cho đề tập làm văn sau, tả một đồ dùng học tập của em. Câu E. Hãy quan sát đồ dùng ấy và chuyển kết quả quan sát thành dàn ý. Rồi ở đây em quan sát cái hộp bút. Sau đó em chuyển kết quả quan sát thành dàn ý. Cụ thể em tham khảo như sau. Rồi ở đây một bài văn tả đồ vật thì bao giờ cũng gồm 3 phần, phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Cụ thể trong bài văn này chúng ta tả chiếc hộp bút. Một là phần mở bài, thì các em giới thiệu chiếc hộp bút. Chiếc hộp bút của em do ai mua cho em hay là ai tặng cho em? Ví dụ như là bố mua tặng cho em nhân dịp sinh nhật của em chẳng hạn. Chiếc hộp bút nhìn như thế nào? Nhìn nó rất đẹp. Rồi em có thích không? Hai là phần thân bài, phần thân bài đầu tiên là các em tả chất liệu làm chiếc hộp bút, chất liệu được làm bằng sắt hay là bằng nhựa. Ví dụ như chất liệu được làm bằng sắt mạ ngoài bởi một lớp mỏng màu xanh rất đẹp. Rồi tiếp theo là các em giới thiệu về hình dáng. Ví dụ hình dáng là hình chữ nhật nhìn rất xinh xắn. Tiếp theo là kích cỡ của hộp bút. Ví dụ như nó dài khoảng 18 cm, rộng 6 cm và dày 2 cm chẳng hạn. Tiếp theo là các em tả hộp bút được thiết kế như quyển sách. Bìa sách mở ra là nắp hộp. Rồi tiếp theo là các em tả bên trong. Chiếc hộp bút có hai ngăn, ngăn thứ nhất em để bút thước, ngăn thứ hai em để tẩy compa chẳng hạn. Tiếp theo là các em sang phần 3 là phần kết bài. Phần kết bài thì các em nêu được là chiếc hộp bút rất hữu dụng với em chẳng hạn. Và em giữ gìn nó như thế nào? Tình cảm của em với chiếc hộp bút ra sao? Bởi vì đây là một món quà bố tặng em nhân dịp sinh nhật. Thì tình cảm của em đối với chiếc hộp bút như thế nào? Em quý trọng và giữ gìn nó như thế nào? Rồi tiếp theo là các em sang câu B, hãy viết phần mở bài theo kiểu gián tiếp. Ở à, đây viết phần mở bài theo kiểu gián tiếp. Đó chính là các em nói đến chuyện khác trước khi các em dẫn vào vào phần chính. Và cụ thể thì các em tham khảo cách viết phần này như sau. Viết phần mở bài theo kiểu gián tiếp. Các em nói đến đến vấn đề khác để các em dẫn vào vào phần chính. Sách vở bút thức kẻ là những người bạn gắn bó cùng em trong suốt quá trình học tập. Trong những vật dụng yêu quý đó Em quý nhất là chiếc hộp bút bởi đó là vật dụng gắn bó với em đã nhiều năm. Không những vậy, nó còn là quà của bố tặng em nhân ngày sinh nhật. Rồi tiếp theo là các em sang phần kết bài theo kiểu mở rộng. Kết bài theo kiểu mở rộng là các em nêu ý nghĩa hoặc là đưa ra lời bình luận về vấn đề. Cụ thể đây các em có thể tham khảo như sau. Chiếc hộp bút gắn liền với em như một người bạn thân thiết vì đã dùng rất lâu nên nó cũng đã cũ đi rất nhiều. Nhưng có lẽ em sẽ mãi cất giữ nó một cách cẩn thận như một kỷ niệm tuổi thơ của mình. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.